truy bắt kẻ giết người vượt ngục, đề xuất tiêu diệt nếu chống trả, nhận định Triệu Quân Sự là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng đề xuất được tiêu diệt đối tượng nếu có sự chống trả. Chiều ngày 5 tháng 6, quân khu 5 phối hợp các lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng vẫn đang tích cực chốt chặn, truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự, sinh năm 1991, quê tỉnh Thái Nguyên, đối tượng đang thụ án giết người vượt ngục. Nhiều phương án từ khoanh vùng, sử dụng chó nghiệp vụ quần thảo trên núi Hải Vân đã được lực lượng chức năng triển khai nhưng chưa tìm được tung tích của đối tượng. Thượng tá Trần Nam Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng công an đã phối hợp với bộ đội chốt chặn, băng rừng truy bắt. Ngoài ra, đơn vị đã ra huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, Huế, thu thập tài liệu, trích xuất camera và lập chốt trên đỉnh Hải Vân. Lực lượng đã xác minh tất cả địa điểm ga tàu ở phía huyện Phú Lộc, tàu lửa qua lại đèo Hải Vân cũng như tất cả các xe lưu thông qua đèo nhưng vẫn chưa thấy đối tượng. Chó nghiệp vụ cũng được cho đánh hơi áo quần đối tượng và tiến hành truy tìm. Thượng tá Hải thông tin, trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an truy tìm trên núi Hải Vân. Đại tá Trần Mưu, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm soát tại các điểm cao để tránh đối tượng đào tẩu chót lọt. Đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5 tháng 6 có trăng rất sáng, không loại trừ khả năng đối tượng ẩn nấp trong các lán trại, nghe ngóng tình hình rồi đi theo các lối mòn bên trong rừng để thoát thân. Đại tá Mưu nhận định, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho rằng Sự là người thông thạo địa hình đồi núi, có sức khỏe tốt và khả năng sống nhiều ngày trong rừng. Bên cạnh đó, Sự đang lãnh án chung thân nên cực kỳ nguy hiểm, dễ có hành động cướp giết nếu gặp phải bất lợi. Lực lượng công an đề xuất, trong trường hợp tìm thấy và xác định được đối tượng, nếu đối tượng có hành vi chống đối thì cán bộ chiến sĩ được phép tiêu diệt. Trong trường hợp chưa tìm thấy đối tượng, lực lượng sẽ chuyển phương án khác, có thể sử dụng thiết bị flycam để hỗ trợ truy tìm. Ông Mưu gợi ý, như đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 3 tháng 6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khỏi trại giam khi đang thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, trại giam T10, thuộc quân khu 5, đóng trên địa bàn xã Bình Hương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi xác định Sự chạy từ Quảng Ngãi ra thành phố Đà Nẵng và lẩn trốn ở khu vực đèo Hải Vân, giáp danh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên, Huế, hai ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng quân khu 5, dân quân tự vệ đã chốt chặn ở các điểm đường dẫn lên đèo Hải Vân, kiểm soát tất cả các phương tiện lên xuống đèo để truy tìm dấu vết đối tượng Sự. Được biết, Sự đang thi hành án tù chung thân về các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi trại giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Vào năm 2015, đối tượng này từng cưa song sắt bỏ trốn khỏi trại giam.